Cái kính này ban đêm á còn sẽ bật lên nha, để gì là đi không thấy đường á. Cái nón 981 này thì nó cực kỳ nhẹ luôn. Cái video đầu tiên mình có nói là nó nặng chỉ có 1.400 gram thôi. Chào mọi người trở lại với Happy Channel. Hôm nay mình giới thiệu hai bộ tem cho Yuhi 981. Thì các bạn đừng quên bên mình đang có ưu đãi là tặng kính hoặc là đuôi gió khi các bạn mua mũ Yuhi 981 và mua thêm một bộ tem. Ví dụ như các bạn mua mũ Yuhi 981 màu đen bóng và mua thêm một bộ tem đề can như thế này nè, bên mình sẽ tặng một cái kính gương 7 màu hoặc là gương bạc hoặc là kính màu khối đậm nha các bạn. Thì kính này của hãng Rock, còn nếu như bạn không lấy thêm kính có thể chọn thêm cái đuôi gió như thế này ha. Rồi cái bộ tem này là bộ tem mặt trăng mặt trời Valentino Rossi. Thì cái bộ tem này rất là nhiều bạn yêu thích, nhưng mà hồi trước đó là mình chưa có chụp hình, chưa có làm được. Bây giờ thì có khách đặt cho nên mình dán và mình thể hiện trên video thực tế cho các bạn coi luôn các góc nó như thế nào. Mũ này là mũ hai kính nha. Cái kính bên ngoài mặc định theo nón là màu trong suốt, còn cái này mình thay màu gương nhìn cho nó ngầu, nó xịn hơn thôi. Kính đen ở trong xuống nè, mình sẽ đội vào thực tế cho các bạn coi luôn nha. Thì cái tem này nó rất là đơn giản, nó chỉ có màu vàng giống vậy thôi à, nhưng mà dán lên cái nền đen á, nó cho cảm giác nhìn nó rất là nổi bật, rất là xịn nha. Mình sẽ bật cái kính âm xuống gì nè, cái kính này ban đêm á mình sẽ bật lên nha, để gì là đi không thấy đường á. Còn cái kính gương thì bật xuống như thế này, mình xoay cho bạn coi nha. Cái nón 981 này thì nó cực kỳ nhẹ luôn. Cái video đầu tiên mình có nói là nó nặng chỉ có 1.400 gram thôi, và chuẩn an toàn của nó là chuẩn châu Âu nha các bạn. Nón có hai kính và rất là thuận tiện đi ngày đi đêm. Và hiện tại cái nón này á, tất cả mọi cái phụ kiện nó đều có để thay thế, ví dụ như kính nè, bát ngàm kính nè, hốc gió nè, và đặc biệt là cái lót trong này nè, xài thời gian nó cũ, nó dơ, nó hôi thì thay bộ lót mới chỉ có khoảng 200 nghìn thôi. Còn mua nón bên mình sẽ được giảm còn 180 nha. Mình tạm để nó qua một bên như thế này đi. Còn bên đây là cái bộ tem Soy Spring màu trắng xanh. Bộ tem này cũng rất là hay. Cái bộ tem này tông màu nhìn nó rất là sáng, rất là tươi ha. Các bạn có thể nhìn nè, chỉ có đơn giản hai màu là trắng xanh thôi, xanh đậm và xanh nhạt nhạt như thế này. Mình cũng sẽ đổi thực tế cho bạn coi luôn ha. Thì hồi xưa giờ mình cũng đã bán những bộ tem này rồi, nhưng mà chưa có làm cái video giới thiệu thực tế cho bạn thôi. Đó, đội vô như thế này luôn ha. Cũng xoay qua cho bạn coi ha. Cái này thì bật cái kính xuống nó như thế này nha, mình xoay một vòng qua. Còn cái này là cái kính bật xuống. Thì cái kính bên ngoài mà tặng thêm á, nó là tùy chọn, các bạn thích cái màu gì thì các bạn chọn màu đó thôi. Còn mà không thích thì các bạn chọn đuôi gió. Còn trường hợp các bạn mua cả combo luôn á, thêm cái đuôi gió thì đuôi gió cũng được giảm cái giá rất là tốt cho các bạn nha. Mình xoay một vòng như thế này. Rồi nón Yuhi 981 thì gắn đuôi gió thì nó cực kỳ fit và ngầu và đẹp như các bạn thấy trên hình như thế này ha. Nón thì bên mình bảo hành từ 3 năm đã pre-ship tận nhà cho các bạn. Có thể kiểm tra, đổi thử trước, ok, vừa vặn hết thì nhận thanh toán. Còn không thích, từ chối nhận hàng thì bên mình sẽ không làm phiền với các bạn hết. Đây là chính sách cũng như là tư duy, cái cách thức bán hàng của bên mình rồi. Các bạn có thể coi lại một lần nữa về các góc của hai chiếc nón này nha. Nó như thế này. Cần thêm thông tin gì cứ inbox Happy để được hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại.